chào mọi người quay trở lại với kênh YouTube của An Phát Counter. Thì đã ra mắt được khoảng 4 tháng gần đây, thế nhưng mà tình hình dịch bệnh cũng như là tình trạng khan hiếm hàng vẫn đang diễn ra. Thế là cho nên đến bây giờ mình mới được cầm trên tay em Lenovo Yoga Slim 7 Pro phiên bản mới nhất, được trang bị bộ vi xử lý đó chính là AMD. Ngoài ra cùng lúc thì Lenovo cũng cho ra mắt là Yoga Slim 7 Carbon phiên bản màn OLED nữa. Thế nhưng mà có lẽ là sẽ hẹn gặp mọi người ở trong clip sau nhé. Đầu tiên thì chúng mình sẽ nói qua phần thiết kế. Tuy là laptop Ultrabook ở mức giá tầm trung, thế nhưng mà Yoga Slim 7 Pro có lớp vỏ được làm hoàn toàn bằng kim loại nhôm, lớp sơn phủ màu xám bạc nhìn cực kỳ sang trọng, dễ phù hợp với nhiều đối tượng sử dụng. Loại nhôm được sử dụng ở trên chiếc máy này đó chính là nhôm Series 7000 được cắt CNC nguyên khối, khá là dày bản và cứng, thế nên là tình trạng flex cực kỳ ít. Chỉ khi các bạn cố tình nhấn mạnh vào bàn phím thì mới có thể thấy rõ được sự flex mà thôi. Tuy nhiên thì kiểu thiết kế này cũng khiến cho các phần góc máy có phần hơi sắc cạnh một chút, được thiết kế theo kiểu vát chéo. Thế nhưng mà cá nhân mình thì lại khá thích kiểu thiết kế này, nhìn máy rất là cứng cáp và cực kỳ chắc chắn. Về bản lề thì bản lề này khá là chắc chắn, các bạn sẽ phải dùng hai tay mới có thể mở ra được. Và phần bản lề này thì có thể được mở là 180 độ. Lenovo thì cũng cực kỳ quan tâm đến trải nghiệm của người dùng khi mà đặt phần camera này được thiết kế nhô cao hơn một chút ở phần viền để thao tác khi mở máy dễ dàng hơn. Thêm vào đó thì phần chi tiết cũng được đầu tư rất là chỉnh chu và tỉ mỉ khi mà phần viền này được Lenovo khắc thêm dòng chữ đó chính là Yoga 7 Series. Và trong một chiếc máy với mức giá hơn 29 triệu đồng, thường người ta nói thì được cái này mất cái kia đúng không ạ? Được màn hình thì sẽ mất cấu hình, hoặc được cấu hình sẽ mất màn hình. Nhưng mà không, với mức giá là dưới 30 triệu đồng, Lenovo Yoga Slim 7 Pro đáp ứng được cả hai luôn. Ở Việt Nam thì các máy Ultrabook hầu hết sẽ chỉ được trang bị là bản Full HD, thì Yoga Slim 7 Pro sẽ được Lenovo trang bị một màn hình cực kỳ xịn, 14 inch tỷ lệ 16:10 tấm nền IPS, độ phân giải là 2.8K, độ phân giải này thì ngang với cả MacBook Pro 15 cũ. Độ bao phủ màu sắc thì lên đến là 100% sRGB và 100% DCI-B3. Tần số quét của màn hình này có lên tới đó 90Hz. Có lẽ đây là tấm nền màn hình được Lenovo sản xuất độc quyền cho chiếc máy này. Theo mình thì đây là một chiếc màn hình toàn diện về mặt thông số nhất trong tất cả các laptop Ultrabook ở trên thị trường hiện nay. Tiếp theo là về cấu hình. Khác với các dòng Ultrabook khác trong tầm giá, thậm chí là vượt cả tầm giá luôn, thì Yoga Slim 7 Pro được trang bị đó chính là CPU AMD Ryzen 7 5800H 8x16 luồng với mức tiêu thụ điện năng đạt đó chính là 45W. Con CPU này thì có thể tương đương với những chiếc laptop gaming to và dày ở mức giá cao hơn khá là nhiều nữa. Chính vì vậy mà hiệu năng CPU ở trên chiếc Ultrabook này có thể coi là khá là khủng trong những mẫu laptop Ultrabook hiện nay. Bên cạnh đó thì còn được trang bị đó chính là 16GB RAM DDR4 handset này, SSD 512GB và đồ họa tích hợp là AMD Radeon Graphics. Một chiếc máy cấu hình khỏe, màn hình xịn cho những ai làm về những công việc đồ họa, marketing, sáng tạo nội dung. Về nhiệt độ thì chiếc máy này khi lướt web hay là giải trí nhẹ nhàng như là các bạn nghe nhạc này, xem YouTube này thì mình loanh quanh cũng chỉ đó chính là 40 đến 50 độ. Còn khi full load thì có thể đạt là 80 độ khi CPU tiêu thụ đó chính là 35W điện. Thì mình nghĩ đây là một mức nhiệt độ khá là tốt cho một chiếc Ultrabook mỏng nhẹ với CPU khủng như thế này. Về bàn phím thì thiết kế dạng mái vòm với hành trình phím khá là sâu, rơi vào khoảng tầm 1.3mm. Độ nảy tốt này gõ cũng khá là thích. Phần chiếu nghỉ tay cũng cho không gian rộng, thế nên là khi gõ phím các bạn sẽ không lo là bị cấn cổ tay. Phần touchpad thì kích thước cũng lớn, cảm giác di mượt. Về phần thời lượng pin thì Yoga Slim 7 Pro sở hữu cục pin đó chính là 60Wh, có thể sạc nhanh bằng cục sạc 95W theo máy. Và khi sử dụng thực tế thì đối với các tác vụ hỗn hợp ở màn hình sáng tối đa, độ phân giải tối đa và tần số quét 90Hz thì thời lượng thực tế sẽ rơi vào tầm khoảng từ 6 tiếng đến 6 tiếng rưỡi. Ngoài ra thì phần mềm đó chính là Lenovo Vantage cũng cho phép người dùng chuyển máy về chế độ Conversation Mode, ngừng sạc pin quá 65% và dùng điện trực tiếp từ nguồn, giúp tăng tuổi thọ pin cũng rất là nhiều. Cuối cùng thì chúng ta sẽ có cổng kết nối, một cổng USB Type A, hai cổng USB Type C, một jack audio combo, nút nguồn mở máy thì sẽ nằm ở chỗ các cổng kết nối luôn nhé. Tổng kết lại thì ở mức độ hoàn thiện cao cấp, màn hình siêu đẹp,
cấu hình mạnh, thời lượng pin ổn. Tầm giá theo mình thì ở thời điểm hiện tại được coi là rẻ. Nếu như mà không mua thì mình nghĩ sản phẩm này sẽ hết cực kỳ nhanh đấy. Link sản phẩm cũng như là các chương trình khuyến mại khác mình cũng sẽ để ngay dưới phần mô tả để cho mọi người có thể click vào. Và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là An Phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.